Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một chiếc loa mới đến thương hiệu LG. Đó chính là chiếc LG X-Boom 360 RP4 mà mình đang có ngay tại đây. Với mức giá là khoảng là 6 triệu 990 nghìn đồng thì đây là một sản phẩm mình đánh giá rằng là cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc này. Tại sao mình lại nói như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về em nó trong video ngày hôm nay nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi về thiết kế của sản phẩm nhé. X-Boom 360 RP4 có một thiết kế hình trụ giống như một cái tháp. Đó là mình liên tưởng đến các sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu B&O, đó chính là chiếc Bell Sound 2. Cái điểm khác biệt ở đây đó chính là về cái việc là ở trên sản phẩm này nó đặt cái driver nó sẽ khác hẳn so với phiên bản B&O, đó là Bell Sound 2. Khi mà B&O Bell Sound 2 ấy, thì họ đặt driver xung quanh, ở mỗi góc xung quanh cái phần loa này. Thì có nghĩa là họ sẽ tạo ra âm thanh 360 độ bằng cách là ở mỗi góc thì chúng ta sẽ có một driver mà đưa ra âm thanh khác nhau. Nhưng ở trên phiên bản 360 của LG thì sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Khi mà họ trang bị một driver loa giải cao bằng chất liệu titan ở phần trên này. Còn phía dưới thì chúng ta sẽ có một loa trần được làm bằng sợi thủy tinh và cái lỗ hơi phía nằm ở phía dưới này này. Mình thấy rằng là với cái thiết kế này thì nó sẽ tỏa ra cái chất lượng âm thanh 360 độ bằng cách là âm thanh đi lên mà tỏa ra ở góc này này. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm về 360 độ nó chân thực hơn. Có nghĩa là dù bạn đang ngồi ở bất cứ góc nào ở xung quanh chiếc loa thì chúng ta vẫn sẽ được trải nghiệm âm thanh tương đương nhau. Ở phía sau của chiếc loa này, chúng ta sẽ có một vài cổng kết nối được bảo vệ ở phía một cái nút nắp cao su này khi mở ra nhé. Thì bên trong chúng ta sẽ có một vài các cổng kết nối. Đầu tiên phải kể tới đó chính là một cái nút reset này, dùng để khởi động loa về chế độ ban đầu này. Tiếp đến là một cái nút tween. Nút tween này dùng để kết nối hai chiếc loa này với nhau để tạo thành một hệ thống stereo. Nghĩa là khi các bạn muốn sử dụng loa bên trái và bên phải vào một hệ thống stereo thì chúng ta có thể kết nối hai loa này với nhau. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cổng USB 5V. Với cổng này thì có thể có hai nhiệm vụ chính, đó chính là có thể sạc lại cho các thiết bị di động. Ví dụ là điện thoại của mình ở đây, khi mà điện thoại mình hết pin ấy thì chúng ta có thể cắm cái dây sạc vào đây và sạc cho điện thoại của mình. Cái thứ hai đó chính là ở trên cái cổng này thì chúng ta có thể cắm USB vào đây và để chơi nhạc trực tiếp luôn. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cổng 3.5 AUX in. Thì cái cổng này nó quá là cơ bản rồi, thì dùng để chúng ta có thể truyền tải thông tin vào bên trong chiếc loa này. Có thể thấy rằng là ở trên chiếc loa này chúng ta khá đa dạng về việc kết nối. Đầu tiên đó chính là về Bluetooth, thứ hai đó chính là qua cái cổng AUX 3.5 và cuối cùng đó chính là qua USB nhá. Chắc hẳn là các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi rằng là chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái cổng sạc phía bên trong này đúng không? Lúc đầu mình cũng đặt thấy làm lạ là tại sao lại không có cái cổng sạc phía bên trong này, mà khi mà tìm kiếm ấy thì họ lại đặt cái phần sạc nó ở phía bên dưới này. Lúc đầu mình thấy nó hơi lạ một chút, nhưng mà sau một khoảng thời gian sử dụng và mình có thấy rằng là nó rất là tiện ấy. Bởi vì khi mà các bạn sử dụng ấy mà chúng ta vừa sạc và vừa nghe ấy, thì cái việc mà để mà sạc có chiếc loa này chúng ta sẽ phải mở cái nắp này ra này, mở ra đóng vào nhiều thế rất là bất tiện. Và khi mà chúng ta đầy pin ở trên chiếc loa này rồi mà các bạn muốn rút nguồn ra thì cần việc rút ra là xong thôi, chúng ta sẽ không phải mở cái nắp này ra nữa. Và cái thứ hai đó chính là cái ưu điểm khi mà chúng ta không phải mở cái nắp này quá nhiều ấy, thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà bị đứt cái nắp ra khỏi cái chiếc loa này ra. Thì đây là một thiết kế mình thấy rằng khá là thông minh. Ở phía trên thì trên chiếc loa này chúng ta sẽ được trang bị một cái quai sách được làm bằng chất liệu kim loại rất là chắc chắn, nó giúp chúng ta có thể di chuyển chiếc loa này đến bất cứ điểm nào mà các bạn muốn. Mặc dù chiếc loa này chỉ có trọng lượng rơi vào khoảng là xấp xỉ 6 kg mà thôi, nhưng mà cái bị kích thước ấy nó khá là cồng kềnh ấy, nên đối với anh em thì nó dễ dàng thôi, còn với chị em thì mình nghĩ là nó sẽ hơi khó khăn một chút. Và ngoài ra để nói về tính di động nhá, thì mình thấy rằng là với chiếc loa này mặc dù là em nó được trang bị pin thì chắc chắn là chúng ta sẽ xếp chiếc loa này vào dạng loa di động rồi. Nhưng mà với kích thước cồng kềnh như này ấy, thì em nó chỉ phù hợp nhất với cả những cái hoàn cảnh khi mà chúng ta sử dụng trong những cuộc đi chơi ở cái resort này, rồi party pool ở bể bơi này, hoặc là khi mà chúng ta cắm trại trong rừng, thì đấy là trong những mục đích sử dụng phù hợp nhất. Ở ngay phần bên dưới của quai sách này thì chúng ta sẽ có một bảng điều khiển rất chi tiết. Đầu tiên phải kể tới đó chính là nút tắt bật loa này. Thứ hai đó chính là nút play pause. Thứ ba đó chính là nút tăng giảm âm lượng. Thứ tư đó chính là nút để chuyển các cái cổng truyền tải thông tin, ví dụ như là Bluetooth này, USB và AUX 3.5. Ở phía chính giữa mà điều khiển này thì chúng ta sẽ có một nút dùng để điều chỉnh về cái màu sắc của đèn LED để phù hợp với môi trường các bạn sử dụng. Đây là một tính năng khá hay nhá. Và ở trên LG X-Boom ứng dụng ấy thì chúng ta cũng có thể điều khiển được cái màu sắc của cái đèn này luôn, để nó phù hợp với cái môi trường cũng như là hoàn cảnh mà các bạn sử dụng. Ví dụ như là các bạn đang muốn uống trà chiều và ngắm hoàng hôn chẳng hạn, thì chúng ta có thể để một cái bóng đèn như thế này thì rất là phù hợp với cả cái phong cảnh lúc đó. Nói một chút về phần vật liệu cấu thành của sản phẩm nhé. Thì chiếc loa LG X-Boom 360 này thì được làm phần lớn bằng chất liệu nhựa và được bọc bên ngoài bởi một lớp vải khá là mềm.
Và nó làm mình liên tưởng đến những cái thiết bị đến từ thương hiệu Harman Kardon, giống như là Onyx Studio 6 và Onyx Studio 7 vậy. Với ưu điểm là nó sẽ không để lại dấu vân tay trong quá trình sử dụng này. Và ngoài ra thì có thể gọi là chịu được sức nhẹ, ví dụ như là từ cái móng tay của mình để lên thì nó sẽ không để lại các dấu tích nào cả. Nhưng mà mình thấy rằng là với cái vật liệu này ấy, thì nếu mà các bạn không vệ sinh thường xuyên ấy, thì nó sẽ rất là dễ là bám bụi. Và khi bám bụi rồi thì rất là khó để mà gọi là vệ sinh. Chứ vậy là các bạn nên vệ sinh thường xuyên ở chiếc loa này nhá. Cái thứ hai là cái vải này ấy, thì nó có khả năng là chịu sức nhẹ. Nhưng nếu mà trong nhà có thú cưng, ví dụ như là mèo hoặc là chó ấy, thì các bạn cũng nên hạn chế để cho những thú cưng đó có thể tác động lên chiếc loa. Bởi vì chúng rất có thể sẽ gây ra những cái vết xước không đáng có trên chiếc loa này. Bây giờ thì mình sẽ điểm qua một vài các cái thông số kỹ thuật quan trọng nhá. Đầu tiên đó chính là về pin. Và theo như LG công bố ấy, thì chúng ta có thể sử dụng lên đến 10 giờ cho một lần sạc. Và tất nhiên thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào âm lượng cũng như là cái độ chi tiết của bài nhạc các bạn đang nghe rồi. Mình áng chừng thì chắc là trừ đi khoảng 20-30% thì được khoảng rơi vào khoảng từ 7-8 tiếng là ok rồi. Và về khoảng thời gian để mà sạc đầy ở chiếc loa này thì chúng ta sẽ cần khoảng 5 tiếng để sạc nhé các bạn nhé. Thứ hai đó chính là về cup driver. Như mình đã nói ở phần đầu video rồi, về cái vị trí mà đặt cup driver của chiếc loa này, thì ở phần đây thì chúng ta sẽ được trang bị một loa giải cao bằng chất liệu titan. Mà các bạn đã biết rồi, bằng chất liệu titan thì cái độ cứng cáp nó rất là tốt. Nó có thể, theo như LG công bố ấy, thì nó có thể chịu đựng được cái độ rung lên đến là 10.000 lần cho một giây. Driver thứ hai đó chính là một loa trầm được làm bằng sợi thủy tinh, đặt ở đây có kích thước là 5.25 inch. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một lỗ hơi phía bên dưới này để giúp chúng ta có thể tải ra một chất lượng âm thanh nó mạnh mẽ và uy lực hơn. Như là về phần âm bass thì nó rất là ấn tượng ấy. Và bây giờ thì với những driver như vậy thì chiếc loa này nó có mang lại chất lượng âm thanh tốt hay không? Thế cùng mình trải nghiệm ngay bây giờ nhá. Hãy nhớ đeo tai nghe để có được trải nghiệm âm thanh tốt nhất. Sau những trải nghiệm vừa rồi thì chắc hẳn là các bạn đã có những cảm nhận riêng rồi đúng không? Hãy comment phía bên dưới nhé để cho chúng mình biết. Còn theo cá nhân mình thì mình thấy rằng là đây là một chiếc loa có một giải âm trầm rất là ấn tượng. Nó mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và cái hiệu ứng khi mà mình nghe những bài nhạc về EDM này, những bài nhạc về Future House hay Deep House ấy, những bài nhạc về có cái thiên về hướng về cái việc là sử dụng giải âm trầm ấy thì nó rất là tốt. Còn về phần giải trung ấy thì nó chỉ ở mức gọi là vừa đủ thôi, nghĩa là khi mà mình nghe những bài nhạc về ballad hoặc nhẹ nhàng ấy, thì nó vẫn rất là bắt tai, nhưng mà để gọi là tạo ra một cảm xúc nó ấn tượng để mà gọi là so với những chiếc loa khác ở cùng cái phân khúc này ấy, thì nó vẫn chưa thể, nó cảm giác của mình vẫn chưa thể bằng được của Bow. Nhưng mà nói về các cái dòng nhạc về nhạc trẻ như mình nói ban đầu ấy, thì đây là một chiếc loa vô cùng ấn tượng. Có một điểm nữa mình muốn chia sẻ đó chính là ở trên ứng dụng LG Xboom thì chúng ta còn có thể có một cái EQ dùng để tinh chỉnh các cái tần số để nó phù hợp với dòng nhạc mà các bạn đang nghe. Như vậy thì sẽ giúp chúng ta có thể nghe tạp được tốt hơn. Và vừa rồi là một vài thông tin về chiếc LG Xboom 360 RP4. Các bạn thấy chiếc loa này như thế nào? Với cá nhân mình thấy rằng đây là một chiếc loa di động khá là ấn tượng. Với mức giá là 6.990.000 đồng thì với những giá trị mà sản phẩm này mang lại thì mình đánh giá rằng đây là một sản phẩm cực kỳ cạnh tranh trên phân khúc. Tất nhiên thì sản phẩm này sẽ có sẵn tại các showroom của Anh Tiến rồi. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.